Ok, hello, xin chào bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhé. Hôm nay mình xin chơi cái app Penguin. Tin tả thì mình đã ghi mặt phần mô tả như phần bình luận của video. Các bạn có thể click vào và xem nhé. Và tải về nhá. Ok. Và kèm theo đấy mình đã để một cái link hướng dẫn bạn đăng ký như kiếm tiền free trên cái app này luôn. Rồi, các bạn có thể là xem luôn cả hai cái nhá. Thì bây giờ mình xin quay trở lại với con là quay thú nhá. Ok, quay thú là một con mình đánh giá là cực kỳ là ngon trên cái app Penguin này rồi. Và cái độ dễ ăn của nó thì cũng cực kỳ là dễ ăn rồi. Và ván này ấy, thì mình là một cái ván đầu tiên, ba ba cái ván đầu tiên mà đánh trong cầu Iwin ấy cực kỳ là quan trọng luôn. Tại vì khi mà bạn đánh thắng một trong ba ván thì các bạn sẽ có tiền đề, gọi là có vốn để các bạn đánh những cái ván tiếp theo để cho làm sao mà được ok nhất nhá. Chứ nếu mà bạn thua ba ván đấy ấy, thì không còn vốn mà đánh ấy. Đấy kiểu như vậy. Ok, vừa vào mình đã húp luôn nhá, 208 nhân với 6 nhá. Ok thì lãi khá là nhiều đấy. Vốn mình có cứ cho là 2 triệu đi và lãi 1 triệu 3 rồi. Ok chưa? Khá là uy tín cho anh em luôn. Và hiện tại mình xin nói luôn, thuật toán đã thay đổi. Khi mà về con thỏ hoặc là con gì nữa ấy, thì rất là hay về tiếp con thỏ, ví dụ con thỏ hoặc là con sau về con công, nó rất là dễ về tiếp con thỏ nhé. Hoặc là cầu bạc thì ván này mình bỏ đi một tay đi, vừa ăn một ván tay to rồi. Thì bỏ đi một tay cũng được nhé. Đánh tiếp cũng được, nếu đánh tiếp thì ván này khả năng con công. Thì mình rất là yêu con công luôn. Thỏ thì hay về công mà, đúng không? Đấy, nó chuẩn đét luôn mà, không sai thế nào đâu. Rồi công thì có thể là về khỉ nhá. Công có thể về khỉ được chưa? Nhưng mà mình chưa biết cầu này là cầu gì. Có thể công về là chim trắng hoặc là công về én cũng được. Công đè công cũng hợp lý, nhưng mà công đè khỉ là một cầu đẹp. Công đè khỉ là một cầu đẹp, nhưng mà thường không ra nhiều cầu đẹp như vậy đâu. Nên là khả năng xem về thỏ là cao hơn. Thỏ là gấu trúc thì bạn nên đánh ván này là thỏ là gấu trúc nhá. Ok, về tận sư tử cơ, sư tử ba cơ, lại giống ván vừa giờ mình ăn con thỏ này, giống ván vừa giờ mình ăn con thỏ này, đúng không? Ván này có thể về công nhỉ, có thể về công không nhỉ? Bạn nhìn này, giống kiểu về công hoặc là én đấy nhỉ? Ván này một các bạn đánh công cho mình, hai là đánh én. Tỷ lệ ván này về thỏ ấy, rất là thấp luôn, mình nói thật luôn. Tỷ lệ về thỏ chỉ có 20% thôi, thì về công là 40 và tỷ lệ kia là 40 luôn, được chưa? Thì mình nói chỉ nói như vậy thôi, còn về không cũng mình cũng không thể biết được nhá. Rồi về tiếp về cái đại bàng em ạ, không thể về công luôn. Chắc là nghĩ là cầu bịp, như vậy là cầu bịp rồi. Tiếp tục nhá. Tiếp tục khi mà đại bàng một, đại bàng một thì én hoặc là chim trắng đi nhỉ. Đại bàng một đúng là chim trắng hơn nhỉ, chứ én làm sao về đại đại bàng một, sao về tới én được. Quay cùng lắm thì quay tới gần chim trắng ba là hết cỡ rồi anh em ạ, hết đạn là chỉ tới chim trắng ba thôi. Úi giời, vừa kim công ba chứ không phải chim trắng ba. Không sao, vừa ván đầu tiên mình đã thắng rồi, nên là cái tiền đề mình đánh những ván sau là mình vẫn đang lãi, đúng không? Nên là mình đánh rất là dễ mà. Công ba, công ba về khỉ là một cầu khá là đẹp rồi. Công ba về khỉ nhá, công ba về khỉ đẹp nhá, đẹp luôn nhá. Công ba về khỉ là gấu, cái cầu cực kỳ là ok. Công ba về én cũng đúng, công ba về công về én cũng cực kỳ là đúng nhá. Công về én cực kỳ là một cầu cũng khá là ổn đấy. Và nãy giờ mình đã thua được cũng nhiều rồi đấy, và cái này mình sẽ gỡ lại tất cả này. Hiện tại cái gọi là cái thuật toán mới của ngân game ấy đã thay đổi. Con én rất là hay về con thỏ. Nó ngày trước én rất là hay về con khỉ nhá, nhưng bây giờ én rất là hay về con thỏ. Én một rất hay về con thỏ nhá, én một ý, chứ không phải là những con én kia đâu. Rồi thì cũng không ăn rồi. Về con đại bàng á, game này game gì đây, vừa vào ăn được ván đầu ạ. Đại bàng thì én hoặc là thỏ thôi, đại bàng thì cứ én hoặc thỏ mà đánh thôi. Nãy đại bàng về công thì có thể ván này đại bàng sẽ về chim trắng, nhưng mà mình thì mình không thích đánh kiểu vậy, mình thì chỉ thích đánh thỏ thôi. Anh em thấy thỏ mình đánh kìa, chất chưa? Để xem nào. Ok, uy tín luôn, húp luôn 457 nhây nghìn nhá. Anh em thấy chuẩn chưa? Chúng ta không cần phải vội vàng đâu, chúng ta chỉ cần ăn một ván, 10 ván như vậy chúng ta ăn được 3 ván thôi là đã cực kỳ là ngon rồi.
Và nay là vốn có 2 triệu, 2 triệu hay 3 triệu, 2 triệu và lên được khoảng 4 triệu rưỡi rồi. Ok, uy tín nhá. Chưa được 5 phút ăn mấy triệu rồi ấy. Và thỏ thì vấn này có thể là đánh gấu trúc cũng được nhá. Nhưng mà vừa ra ăn to quá rồi thì vấn này nên bỏ đi là hợp lý hơn. Rồi thỏ 1 thì thật sự là khó nhỉ. Ui giời lạch quá kìa. À, thỏ ra cá mập trắng thì rất là nhiều. Và cá mập trắng ấy thì mình thấy cái cá mập trắng này thì rất là hay về con khỉ hoặc là con gấu trúc nhá. Mình chọn gấu trúc mình đánh nhá. Đánh chỉ đánh vui thôi mà không 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 biết là về con gì đâu, nhưng mà cứ đánh đi. Biết đâu là bất ngờ sao đúng không anh ạ? Gấu trúc nãy giờ không về hơi lâu rồi. Cầu dãy rồi. Ui, nó này khả năng về sư tử đấy anh em ạ. Đây anh em xem cầu về gì nhá. Rồi về chim. Ui giời. Ui giời về thỏ tiếp. Thỏ một tiếp. Bây giờ thỏ một tiếp nó mới căng này. Thỏ một tiếp mới là không biết đánh cái gì này. Thỏ một à. Hiện tại ấy, thì nếu mà thỏ một thì nó sẽ hay về là con gấu trúc. Gấu trúc hoặc là con chim trắng hoặc là con chim én nhỉ. Gấu trúc hay về chim én hơn. Chim én à quên, thỏ thì hay về con chim én hơn. Và chim én thì cũng hay về thỏ hơn. Nên thôi đánh đi nhá. Ok. Hút tiếp, hút tiếp, hút tiếp. Ui 60 nhân 6, 6636 306 nhá. Ok. Thật ra không bằng một ván mình đánh đâu, cho mình đánh không kịp đi. Rồi. Ván này các bạn có tin là lại về thỏ tiếp không? Thì bạn nếu bạn tin mình thì đánh thỏ tiếp nhá. Cầu hiện tại bây giờ rất là hay như vậy nhá. Ok chưa? Tin mình thì đánh tiếp là con thỏ nhá. Tại vì cầu bây giờ thường hay thỏ thỏ chim thỏ hay kiểu vậy. Rồi không rồi, không về rồi. Thì thôi không sao. Mất cũng được mà, có gì đâu, chúng ta ăn được thì chúng ta mất mà. Đâu có gì buồn mà đúng không? Khá đơn giản thôi. Và bây giờ công ấy, công thì công 2 thì hay về là khỉ, khỉ nhá. Bạn đánh khỉ cho mình. Cầu thì nhiều cầu vẫn như cũ, còn nhiều cầu đã thay đổi rồi ấy thì thay đổi rồi thì mình không nói, nhưng mà cũ thì các bạn nên đánh là khỉ nhá. Và tỷ lệ khỉ rất là cao luôn.